luôn, uy tín luôn. Chị em mừng người nhà cũ nhá. Qua địa chỉ Hải Phòng mà mới được đấy. Rồi, hai chim mới đọc giá lên buồn cười lắm. Xin mừng mừng mới nhá. Chúc tất cả anh em chào cô Chen Li Lami Liri gì ấy, anh không biết cô tên chị. Chúc anh khởi mạnh mạnh hơn bình thường nhá. Trần Thành Công và chạy Long Châu nhá. Chào Đinh Ni nhá. Chào Phạm Thuận nhá. Tỷ lệ là chẵn lẻ chẵn chẵn trong 3 ngày quay đầu nhá. Lam Trung nhá. Giá Bắc cũng bỏ nhá. Lam Trung ra Bắc cũng bỏ nhá. Chào Đức Khánh nhá. Năm hết Tết đến rồi, rất là nhiều việc. Chào anh em, việc là tôi có một việc rất là nhờ anh em. Hai việc. Thứ nhất là muốn mở rộng một cái công việc làm thêm cho phổ, là cho các anh em phổ bán đồ online. Ví dụ như quần áo, bao cao su, thuốc tránh thai, đập vào tường, đập gãy cột điện. Nhưng mà mấy cái đấy thì bán bây giờ là cấm hết rồi, không làm bậy được, không làm bèng được. Thì bây giờ là mình đang có nhu cầu là nhập buôn số lượng bật lửa nhá. Nhập buôn số lượng bật lửa. Bật lửa này này. Đấy, loại như này. Đấy, nó xanh đỏ, tím vàng, màu hồng, màu tím, màu cam cũng được. Anh em nào mà có bật lửa loại này đổ buôn nhá thì báo mình này. Hộ mình cái. Mua bật lửa giá đổ buôn. Với giá đổ buôn thì mình nhập khối lượng là từ 200 cái đến 500 cái đến 1.000 cái. Mình bán hàng online thì bây giờ nó thật với anh em chơi bài ngửa. Mua bao nhiêu bán bấy nhiêu, và ví dụ mình mua là 180.000 thì mình bán với giá đắt cắt cổ 170.000. Anh em ok chưa? Hiểu chưa? Hả? Cô? Hả? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Mua 120.000 bán 90.000. Các bạn hiểu bán như thế mới gọi là bán, chứ còn bán ba cái chuyện tào lao thì không bán tào lao nhá. Và một điều đặc biệt nữa cũng rất là cần anh em hỗ trợ là mua bật lửa cho trình diện cũng được. Tao gì là 440.000 ngày đồng ý mua ngay. Chết cũng phải mua đi thì à. Nhà nó bán nó mua 130.000 bán 90.000 thì đi hạ về bán hàng khoai khoai. Sau này là phải khuyến mại con chị nhận đấy, thật đâu. Mình rất thích bởi vì cái bật lửa này thằng em mình nó tặng. Mình muốn mua Zippo loại này này. Đó. Thì mình về mình bán cho anh em chơi món này. Nếu anh em nào mà nghiện món này thì liên hệ với mình. Mà bạn nào đã đang đổ buôn cái Zippo này thì báo cho mình nhá. Thì mình cũng nhập số lượng tầm 200 cái đến 500 cái đến 1.000 cái để cho ân bán với một số đồ Tết để có tiền, bởi vì mua luôn biết đầu ở bố. Cứ lờ lơ lơ. Không. Ok, cửa Việt nhá. Tôi đang cần mua cái loại này, anh em nào có thì liên hệ cho phổ đổ buôn nhá. Chứ với cái giá mà lẻ tẻ thì không mua. Tôi cũng không cần anh em phải cho tôi cái này à, bởi vì như này, mình mua số lượng là 500 cái đến 1.000 cái. 500 cái bật lửa này nhá. 500 cái bật lửa này đến 1.000 cái, nếu như anh em nào có liên hệ cho phổ mua số lượng 500 cái đến 1.000 cái. Nó nói luôn anh em là lỗ tiếng Việt, nói tiếng Anh. Language. Nhiều mà anh lại xịn có miền Nam. Đúng rồi, mình ở Hà Nội đi, mấy Hải Phòng ra có chỗ nào đổ buôn thì mày bỏ ấy. Cười ít lồn trâu tươi. Hải béo chưa? Sư con vợ 72. Sư con vợ 71 à? À đâu, sư con vợ 72. 29. Qua ra một cặp rồi 29, 72 thì đều có. Sao? Hả? Thế rồi. Để
được này. Nồi tắm đâu? Cái đổ dầu ở dưới ra đúng không? Anh ơi em xin cho các bạn hay không như cái này nhá, chồng bỏ chồng chê, chồng mê con hàng xóm. Các bạn mua cái này, các chị em phụ nữ này, về đêm ngủ nhá, hành động nhanh chóng gọn nhẹ này, bật lên dí vào dái vào vét, hơ ba vòng lần sau không bao giờ dám đi với dây. Cam kết 100% những bạn nào mà thích bật lửa thì tất cả là mà chị chồng bỏ chồng chê nhá, mua bật lửa của em, chị dê và dái nó phát tôi là không bao giờ đi mê gái hàng xóm đâu. Đọc nhá. Đóng chú đó. Bạn em thanh tịnh trăng tròn. Bạn em thanh tịnh trăng tròn và lấy bật lửa Zippo của trạng bà hơ hai hòn của chúng mày. Ok anh em nhá. Chào Linh nhá. Anh em hiểu không? Cái này là bật lửa Zippo thì đang cần đổ buôn, anh em nào có riêng anh Nam Lê nhá. Kỷ niệm anh Nam Lê cái, cho anh Nam Lê thêm cái nữa và biếu anh Nam Lê tặng cho người yêu cái nữa là ba cái. Vợ Trạng hơ rồi, nó hơ rồi giờ tới ngoan này. Một đêm trăng tròn là lấy bật lửa Zippo của Trạng là hơ vào giá phát rồi tôi. Không bao giờ đi dài gái nữa. Các chị em nhá. Ai mà các chị em xinh đẹp mà bị chồng bỏ chồng chê, ai mà chị em mà chồng mê hàng xóm thì bảo em nhá, mua ngay vật lửa của Trạng Đức nhá, dí vào giá chồng nhá. Lập tức quay hai vòng thôi là không bao giờ chồng đi gái nữa nhá. Riêng các anh em mua ví dụ như là 170.000, mua về đổ buôn là 170.000 thì bán cho anh em tầm 150.000, như các chị em phụ nữ vậy đó. Bán giá gấp 4 lần nhá. 4 lần bao nhiêu nhà em nhỉ? 150.000 nhân 4 bao nhiêu? 800.000 nhá. Ok. Chào Xuân Độ. Mình đang ở nhà rồi, ngày hôm qua đi chưa được việc. Ngày hôm nay cũng chưa được việc. Từ sáng giờ đang đợi chờ giấy tờ. Mọi việc cũng đang cố gắng làm sao cho êm xuôi. Nói thật sự với anh em là đang phải lo tiền. Tặng chị về một cái là chị xử lý chồng chị được. Ok, 800.000 chốt đơn nhá. Chào chị Dơ Lê nhá. 800 chốt đơn cho chị. Tặng như vậy là 8 lít. Con trai mua thì chắc là con trai mua thì mua bao nhiêu lấy bấy nhiêu, bớt đi hiểu chưa? Mua 300 chỉ bán 270 thôi. Phòng số chào. Em nghe. Em đây, em đang nhà đây. Ừ, đang nhà, đang về nhà rồi. Ok ok. Chắc là bắt đầu là tối là cho chạy. Hôm nay em ngồi theo dõi nhé. Đến xem nói về thống, xem hôm nay được phát nào. Chào Vũ Đức Trường nhá. Nhờ anh em hộ tôi bật lửa Zippo này đang rất cần. Bạn nào đổ buôn thì báo mình nhá. Nếu như ở Hải Phòng đến mua ngay, mà ở Hà Nội đến mua ngay, cộp tiền mua luôn, mua 500 cái đến 1.000 cái luôn. Bây giờ lưng 500 cái đến 1.000 cái nhá. Mua về mục đích bán chơi để câu like, không phải làm cái gì cả, không làm kinh tế. Mua về mục đích bán chơi câu like cho sợ nhá. Đàn ông có thể là mua, ví dụ như mua 300 tôi thì bán 270, 250. Nhưng đàn bà mua là phải ít nhất là 1 triệu đến 5 triệu nhá. Lý do bật lửa này là bán đây có tính năng là dùng cho đàn ông hút thuốc, đàn bà để hơ giấy nhá. Không có gì cả, nếu anh em nào ok thì báo mình nhá. Anh em hiểu không? Đàn bà mua là phải 5 triệu, mà đàn ông mua ví dụ như mua cái này 300 nghìn, mình nhập vào 300 nghìn thì bán 270 thôi. Bởi vì đàn ông phải khuyến khích, còn nếu đàn bà mà mua nhá là 5 triệu. Nhiệm vụ về là chỉ là lướng giá ông chồng mình thôi, mình cứ tội đi bồ bịch trai gái, thích bà hàng xóm nhá. Các bạn cứ cầm này dê cho nó hai vòng thôi, lập tức không bao giờ đi trai gái nữa nhá. Công việc đi Hà Nội rồi, em đi đêm qua em về. Tặng Trạng con họa mi, Trạng yêu không? Ok, chốt đơn luôn họa mi. Cái họa mi thì ok luôn nhá. Dễ. Đây là anh ra xem không? Không phải. Cái này là bắt đầu là công việc rồi. Đây là hoạch định mỗi một tháng là từ giờ ăn Tết là phải hoạch định cho chú Ân là kiếm cho Phủ là để anh em có tiền tiêu Tết là 100 triệu đến 200 triệu. Làm những công việc như sau của Phủ, lấy danh sách.
là những công việc như sau của Phủ là phải tháng này là phải hoạch định là chú Ân là phải kiếm tiền nuôi Phủ là tầm này 100 triệu đến 200 triệu. Thế mục đích là chú bảo bây giờ làm cái gì và đi buôn mật lửa đi. Mày buôn mật lửa là mày sẽ đủ tiền để cho bà con để có tiền gọi là mua quần áo trong năm nay. Đây là một mình chú Ân đấy, hôm nay sẽ kích thích chú Ân là sẽ làm với giá là chỉ trong vòng 1-30 ngày. Chú Ân sẽ là người trực tiếp quản lý tất cả sản phẩm bán hàng đa cấp online. Doanh thu là chắc chắn là phải là 100-200 nghìn và nhiệm vụ đây là giao cho chú ấy. Bởi vì là để nuôi bà con mọi người. Nếu anh em nào mà giải quyết thì ok. Đây. Đấy. 100 triệu, 200 triệu à. Ok, anh bàn giao chú nhá. Tí là chú chốt đơn cho anh cái. Xem ai lấy thì giải quyết. Trêu anh em thôi, mua là mua thật mà. Mua về bán để tranh thủ kiếm đồng để nuôi bà con. Khép cửa vào em ơi, ra đóng cửa vào, đóng cửa vào. Treo như này không thua đâu, bỏ cái bạt đỏ đi. Lắng nó vẫn cứ chĩa vào mà. Em nghe. Giờ mình cho ra rồi, nhưng mà tại sao ra đấy người ta bảo là không có đồ. Ui, ra hàng tỷ lần rồi. Ra từ hôm qua hôm kia. Mình cho bến cầu rào ra lấy mới là ra 400 bao nhiêu lạch chay nhỉ? À, anh ở đâu nhỉ? 726 thiên lôi, ok, cho người ra. Em ơi, 726 thiên lôi em ra đấy, 726 thiên lôi em ra lấy cái thùng hàng của anh cái. Chay rồi làm sao, nó cứ báo nữa. 726 thiên lôi. Đấy. Đấy, bỏ em ra lấy thùng hàng của anh Đức. Đâu, nhá. Em xem số điện thoại. Đây. Ôi. Đóng cửa vào, ra đóng cửa vào, em ơi. Em mới đóng cửa vào. Đấy, anh chút, cho lên lượt nữa nhỉ. Đấy, tầm này được rồi. Đấy, mày làm, đấy. Hai lượt nữa. Mày đưa gạch vào sao? Mày làm như nhìn nó đẹp ấy. Hồi còn sống mà tao cũng toàn xây như này. Mày tao xây nhà mày cong như cần câu. Lần nào chủ nhà nó đánh tao gần chết. Cái đất kia không sợ nó cao hơn gạch mà san thứ. Tao chưa hiểu. Bây giờ nó tầm đấy, hai viên nữa. Một viên nữa thì không ngửi đâu, béo. Ôi, không ra bầu. Cho hai viên là chuẩn. Nhá, như anh dặn này. Anh dặn này. Bầu này và bầu kia bằng nhau nhá. Đừng để nó to, to mà nó mất mỹ quan. Em biết vì sao phải làm tròn không? Làm tròn thì không lộ. Chứ nếu như mà làm vuông kia nhá là sẽ lộ những cái khuyết điểm của nó rất là nhiều. Nếu như nhìn một cách tổng quát. Em hiểu chưa? Nhìn ở trên Google nhìn xuống nhá thì nhìn như cứt ngay. Nên là làm cái gì nó thuộc vũ trụ tinh túy nhìn vào thì không bị méo. Thực sự anh ạ. Anh em nhá, một đêm trăng tròn đến cắt hai hòn của mấy thằng ngu nhá. Không phải lo. Anh em Phủ đang cấp thiết. Vất vả tí thôi vì không có tiền. Sao rồi em đây? Anh bảo đây. Đâu đưa sao nào? Được phát nào chưa? Đúng rồi, đây, đây đẹp chưa? Không, mới điên à? Mày cắt được đường mày bị tâm thần à? Tao đã trốn ấy rồi thì mày cắt tới đấy. Em nghĩ là mài cái này một chút để nó đúng rồi. Đợi đi, đẩy vào ra thế. Sao? Bỏ qua lấy luôn. Nó làm sao hết dầu à? Nghe à? Ô, nghỉ tí, hết dầu là đi nha. Đừng quay nữa. Hết dầu gì? Chưa hết dầu. Thế làm sao? Nó bảo thân thành nó tụt hơi rồi. Anh mới lên đâu nhỉ? Đại ca, em bảo này. Chế cái xe này đủ thức ăn nhà mình đi đó. À, đến ngày tiệc ấy, ui giời. Thì đẹp rồi. Ghê gớm. Dạ. Đủ thức ăn, đồ ăn, đồ uống, mấy cả ấy.
không? Chứ không nó bê nhằm mệt lắm. Hai tầng, tầng trên tầng dưới, tầng trên tầng dưới, xong rồi bắt đầu là làm cái khay đồ, ví dụ như sau này sửa chữa đồ điện đấy là khoan một chút đấy, mình để cái này mình kéo đi kéo lại thế hợp lý hơn đấy. Ví dụ đồ điện ấy, sửa chữa ấy, mình bắt được hộp này, mình cất trên này á, mình kéo là kéo vào, tí kéo ra nhào kéo vào như thế là xong, đâu nào không làm gì được mình à. Thế hai nữa là đến ngày tiệc ấy, thức ăn nước uống cả đây này, thức ăn thức uống để trên này, để cái tầng trên tầng dưới kéo đi sắp lễ, chứ không mỗi lần bê nhà mệt lắm. Rất là ok luôn anh em ạ. Công việc thì trên công việc, dưới công việc thì mọi việc thì rất ok. Bây giờ là chỉ còn cắt gạch là đang ghép vào lăng rồi thôi. Nó hơi vất vả một tí. Anh em ở nhà là hơi vất vả vì thiếu AD tuyên. AD tuyên ở nhà thì phút mốt xong rồi. Thế nhưng mà AD giờ bận, đang ở trong Nghệ An. AD đang bận chốt số trong Nghệ An, bây giờ là không ở nhà. Đâm ra là AD đi vắng, đâm ra anh em ở nhà không chuyên, đâm ra là đang vầy vò với cuộc sống. Cái này nó chuẩn, nó có méo không em? Anh cảm thấy nó méo đây này. Bắt đây là bắt phía mà chăm chốc đúng vào ấy, em chát vào mà. Okay, à. Ngay mà. Ừ. Tây nó không đổ quá là được không? Được rồi. Được rồi. Ok, được. Ôi ok. Ôi thôi chết rồi. Mày phải nhấc ra cho anh một cái dây vào đây đã. Để anh luồn dây điện. Không. Luồn ở dưới gầm này luôn. Đây tao lấy. Lấy dây xun của mình nhé, dây gây gan đấy nhá. Đây anh bảo lại em ra này. Đây này, em luồn ở tim này cho anh. Đây mày khoét chỗ này ra, mày luồn cho anh ống ra ngoài rồi. Ok, lên góc vào đầu này, để đây nhá. Rồi mày cứ lấy một đoạn này cho anh, 40 cm hốc cây à, mày làm thế cho anh nhá. Hốc nào cũng ở bế này phải không? Đúng rồi, hốc nào cũng có. Ok, mày cứ làm mày đạt tiêu chuẩn anh rồi, không chê gì cả. Cao rồi. Đấy cả, đừng trên cánh nữa, tầm này rồi. Định lên hàng nữa đúng không? Hàng nữa thì cao rồi, thôi để tầm này thôi. Bởi vì tầm này là mình lên vữa tầm 2 phân nữa, em hiểu không? Cao quá nó xấu, nó vào nó ảnh hưởng vào lên của các ngài. Như anh bảo này, anh dặn này. Rồi, ok rồi, cứ làm đi ạ. Mày xây là biết xây ấy, nhưng mà mỗi tội là chưa khéo thôi. Bởi vì mày xây mà mày chưa chốt được số lô đề ngày hôm nay thì mày chỉ là thợ xây bình thường. Chiều nay mày phải chốt số thì đi ai. Hả? Tất tay vẫn thì đi ai. Ngoan đi, mọi việc đều ok hết mà. Anh nói mày này, anh làm thằng chơi bời. Cái gì anh cũng có. Nhưng đến một ngày lọ là anh bỏ hết. Mày biết vì sao không? Bởi vì anh mất hết, không còn gì là anh còn nữa kìa. nên là anh phải bỏ. Sau khi anh từ bỏ anh lại có hết tất cả. Chủ yếu là con người ta là phải biết từ bỏ để mà có tất cả. Chứ không biết từ bỏ đòi có tất cả thì chả có cái gì cả. Phải cố gắng. Em ạ. Trong thiên hạ này có hai người phải tôn trọng. Tôn trọng người thứ nhất là tôn trọng chính bản thân mình. Tôn trọng thứ hai là tôn trọng chủ lợ của mình. Chú làm được ra điều ấy chú sẽ thành công. Hai điều chú thành công. Tôn trọng nhất là tôn trọng chính bản thân mình. Tôn trọng thứ hai là tôn trọng chủ lợ đã cho mình lợ. Đấy. Còn mình không tôn trọng chủ lợi thì chắc là mình đéo tôn trọng mình. Mà không tôn trọng mình thì những người không bao giờ tồn tại. Ôi ôi, lấy cái ống sun béo rồi. Hả? Thế à? Mày cắt ở đấy à? Thôi được. Thôi được.
ít thôi, nhưng mà mày phang to quá hơi phí. Không thì ra mua một cái quận, bảo thằng Công nó ra mua một quận Gansun loại bé đi em ạ. Cái loại bé thôi, đây ra anh chỉ thôi. Bỏ nó ra mua một quận đi, đằng nào nhà mình dùng nhiều. Đừng lên tiếc làm gì cả. Nhưng mà mày cắt đi. Mày cắt con mẹ nó rồi. Nhưng mà mày cắt nó rồi thì thôi dùng nốt đi. Hình như bên đây quá. Mấy tháng đây bao nhiêu? Không phải đâu, tôi nói đúng mà. Bắt đầu là anh em thì hôm nay là mùng 2 là tôi sẽ chiêm nghiệm. Ngày hôm qua là đêm hôm qua tôi về tôi làm, thì tối hôm qua trước khi tôi về thì tôi nói là nếu 6 giờ 10 phút trên livestream tôi thông báo thì làm những gì tôi nói. Còn nếu như 6 giờ 10 phút mà không có một thông báo gì thì anh em tự nghỉ. Còn bây giờ tôi chỉ khuyên anh em là chơi được chịu được. Cuộc chơi không dành cho những người mà cứ kể lẻ khóc lóc, mà cuộc chơi chỉ dành cho những người nói được làm ngay. Hơi bị gãy ấy, chú Du ạ. Hiểu. Nó thiếu gạch hả em? Đủ. Em nghe không? Em có. Đây, ui giời. Sau tất cả là có tất cả. Mình sẽ lấy lại phong độ và để lại công việc cho nó chuẩn chỉ, không để cho anh em nó bức xúc nữa, mà sẽ để cho anh em cho nó được công được việc, lấy lại phong độ của mình. Mọi việc thì mình sẽ ok, tất cả là sẽ dành tặng cho công việc, làm sao trong thời gian nhanh nhất. Hôm nay thì bây giờ là hết thời gian rồi, và cũng nhờ anh em mà mua bật lửa. Còn với công việc, những gì mình đã đăng lên, làm những gì đúng như mình nói, không sai, không phải chỉnh nhiều, không phải nói nhiều. Câu chuyện bây giờ là thời gian nó không còn đợi chờ ai, là biết tiếp đến rồi. Có những công việc nào cần làm, ok. 6 giờ 10 phút hôm qua không đăng một cái gì, mà không lên livestream nói một cái gì thì là dừng lại hết. Còn những cái gì mà hôm qua mà tôi có lên được thì tôi sẽ bảo mà, tôi nói cho anh em thế mà. Có. Alo. Ok anh trai nhá. Ok anh trai. Thực ra như này, để tăng cái sự kích thích của cái món quà bật lửa, tôi sẽ tặng cho một cái bí quyết mà người dùng bật lửa này sẽ có một cái đặc cách riêng của tôi. Nếu như mà các bạn sử dụng bật lửa này thì sẽ có một cái mật mã riêng ở trong bật lửa này, nó dành riêng cho một cái công việc các bạn cần. Đấy là tôi nói khéo để anh em hiểu được cái ngầm định. Bây giờ là tôi đang mua tầm 500 cái đến 1000 cái để giữ cái lượng Alinafan của phổ. Bởi vì nếu như bật lửa của phủ thì là nó sẽ có một cái quyền lực riêng. Mà như thế nào thì khi người sử dụng rồi thì điện thoại trực tiếp tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng. Không ai, bởi vì thằng nào mà tôi chết rồi, thằng nào mà cung chuối đá chết. Tung dái lên ngay, không đùa đâu. Đừng đùa với tôi. Anh em mà đừng có đùa với tôi, chết thì cũng ấy thôi. Không, nó sẽ có hay. Bởi vì tôi đã nói rồi, nó sẽ nằm trong một cái mật mã riêng của anh em mình với nhau. Nếu như mà các bạn sử dụng bật lửa của tôi mà có mật mã ký hiệu riêng của tôi ở trong bật lửa, thì khi các bạn gặp tôi, có thể các bạn chìa cái này ra thôi, nó là một cái thuật toán, nó sẽ được khép kín lại. Chắc chắn tôi sẽ giúp bạn. Bởi vì tôi sẽ nhằm mục đích trong livestream này, chỉ nhằm vào mục đích những Alina fan của Phủ Long Đức. Còn đối tượng ghen ăn tức ở chắc chắn là không có cửa rồi. Còn bởi vì cái này nó sẽ dành cho những Adina fan của Phủ Long Đức. Còn trong vòng hôm nay là mùng 2, chắc là tầm bắt đầu là từ ngày kia là tôi sẽ mở lại khóa học cho anh em học đàng hoàng. Còn dành cho anh em một cái điều may mắn nhá. Dành cho anh em một điều may mắn trên cái live stream này thì cũng rất là nói ở trong, bởi vì có cái live stream thì đúng thật sự là nó có ở đây, nó có. Hôm qua là cho được một cặp là 29 này, 29 này,
và con 71 này, 71 hay 72 gì ấy, và 29. Nếu nhớ tôi không nhớ nhầm là con 71 và con 29 này tôi có nói trong live stream. Đấy, là cho anh em. Thì hôm qua là có rồi. Còn ngày hôm nay thì nếu như cần thiết thì đêm nay tôi sẽ dạy cho anh em cái bộ này, dạy hết. Anh em xem live stream được thì tốt, thì sẽ live stream trực tiếp dạy hết và cho. Vẫn cứ cho bình thường, cho đều đặn, không có cấu giấu gì cả. Bởi vì là mấy hôm nay là tôi không có, hôm qua là tôi mới làm cái bảng này. Nhưng mà bảng này thì tôi đang theo chẵn nè, chẵn chẵn, Nam Trung, Lòng Trong, mà trong 2 ngày thôi. Còn không được thì mày vui vẻ thôi, không có cái gì cả nhá. Còn cái này là tôi đang làm, đào ra cho anh em. 2 cặp xiên 4 là đang công khai. Thì trong vòng một lúc không thể là nói là cho ngay được, bởi vì còn phải đào, còn phải làm, dùng thuật toán để đào. Hệ thống máy tính của tôi thì tôi đang hỏng, đang rất là kém luôn. Bởi vì nói thật sự với anh em là cũng đang bắt đầu là hôm nay là sẽ vào việc là mua máy móc để làm. Thì chiều hôm nay là ngày mai là tôi sẽ đi mua 2 con chip i5, i7 gì đấy, và RAM 16GB, 8GB, 4GB. Rồi mua cũ thì đang hỏi mua cũ thì đang hỏi mua cũ thì không biết rằng là như thế nào, nhưng mà đang đi mua cũ để đưa vào để chạy một cái phần thuật toán. Bởi vì cái này nó chỉ cần ổn định nó chạy thôi. Điện thì tôi vừa rồi dùng tam cộng san tắc để nó đỡ mất điện thôi, nhưng mà vẫn cứ sập. Thì các bạn nhìn này. Đây, tạm thời nó chỉ chạy được mấy máy thôi, còn nếu như thêm máy là không thể dùng cái hệ thống này được. Thì các bạn biết được cái hệ thống san tắc của tôi thì các bạn nhìn nó khủng khiếp này chưa? Thế nhưng mà nó chỉ dùng được từng đây máy thôi, thêm máy nữa, thêm máy chủ nữa thì bắt buộc phải mua thêm mấy cục san tắc nữa để mà làm. Đây này. Cái cục này nó là như thế này. Các bạn nhìn cái hệ thống điện nó khủng khiếp chưa? Đấy, ngắt điện liên tục. Điện đây một lúc nó ngắt liên tục. Nhìn này, nó ngắt liên tục và đảo liên tục này. Nó ngắt liên tục. Phải chạy bình ắc quy to như này để chạy cục san tắc nó khỏe, nó vớt lên, chạy được lâu. Đấy. Bởi vì cái máy này nó dùng lên cái thuật toán để nó ép. Tức là này nhá, các bạn đưa một cái hệ thống vào, nó sẽ lọc ra những hệ thống nào xấu nhất bỏ đi, xác suất bỏ đi, và tỷ lệ nào nó tỷ lệ thuận để cao hơn để lại. Và nó sẽ ra được một cái tool của tôi. Chính mình đấy, đâm ra mình phải dùng thuật toán mình đào. Hệ thống này thì nó đào rất nhiều những hệ lụy. Thế nhưng mà mình đang trên test, vấn đề là ổn định. Sau khi ổn định thì mình sẽ có nghĩa là mình đã hứa là mình cho được, mình cho mà. Tháng vừa rồi là mình đã kỷ niệm được rồi, mình kỷ niệm. Nhưng các bạn hiểu trong live stream này không phải lúc nào cũng có sẵn cho anh em. Còn phải làm, còn phải đào, còn phải múc. Nhưng mà thôi, cái việc nào ra việc đấy. Tặng được thì mình nói, không tặng được không nói. Còn mình hứa bắt đầu từ mùng 1 này mình làm, mình tặng cho anh em thì mình sẽ nói. Còn bây giờ là đừng có vội một lúc. Anh em ép nhau một lúc này vội vàng thì nó không thể giải quyết được việc gì cả. Em hiểu không? Mạnh Cường cảm ơn. Em có thể gửi trực tiếp về bến xe Cầu Giáo cho anh được mà. Quên cất rồi. Cảm ơn anh. Bóng kính dán kính này, dán đẹp cả. Ngược lại, dán nó trong à? Sau tất cả, gì à? Ôi, cảm ơn em, người anh thích ăn cái này lắm. Người đây, được, đây, vừa ba vừa vẩn con cái, vừa ba vẩn trẻ con trẻ cái, cái này độc hại hay ăn cái gì? Nhố nhăng. Cái này đọc để anh ăn trước. Thấy đâu đó. Ngon hết. Các con vợ nhớ Facebook của tôi nhá. Số tài khoản là Nguyễn Hoài Đức ấy. Đuôi là 853.
số điện thoại là 037 4375 mắt like của tôi này, 7-800 người xem, số tài khoản của Phú Đức này. Tránh trường hợp lừa đảo nhé, phát số nhé, bán số lô đề nhá. Đây là test đi bước về hầu cấm tìm Đức Anh nhá. Công việc của tôi thì cứ thế mà tôi làm thôi. Anh em nào mà có duyên đi về phủ thì xin anh em gọi điện trực tiếp nhá. Không phải hóng một cái gì hết cả. Cứ có đăng công khai, đăng như ở trên đèn Bà Lê Chân ấy. Không phải hóng một cái gì cả, không phải dịch một cái gì cả. Đăng công khai, đăng trước giờ quay, nói trước giờ quay, không cần phải hóng một cái gì cả. Bây giờ sẽ có 2 giờ livestream, một là từ 8 giờ đến 11 giờ, hai là từ 2 giờ chiều cho đến tầm 4 rưỡi chiều, 3 là giờ từ 9 giờ sáng cho đến 11 giờ trưa. Là trong 3 thời gian đấy mình mỗi ngày livestream đều đặn một lần. Trong 3 giờ đấy anh em nhớ điều đó. Và có thể một số livestream nó sẽ bổ ích. Và cũng sẽ mở ra một cái tour cho anh em nữa, là mở một cái tour là học gì hỏi đấy, khó đâu trả lời đấy. Và cũng sẽ nói luôn anh em là anh em nào mà muốn tham gia những nhóm ngoại cảm, nghe kỹ nhá, cao à, tham gia những nhóm ngoại cảm, tham gia trinh thám, tham gia kinh doanh online, tham gia chuyển tiền làm tiền và kinh tế mà chuyên nhấn về tiền, tham gia về công đức các đền chùa miếu mạo, tham gia các nhóm group bảo vệ bốn phương, tham gia bảo vệ cho động vật chó mèo, tham gia bảo vệ cho nhân quyền cho những trẻ em mồ côi, tham gia cho những người gọi là khuyết tật tàn tật, tham gia cho những người mà chế tạo những máy móc, và tham gia cho những người mà muốn tỏa sáng, tăng nhiều ước mơ. Các bạn có những ước mơ không thể làm thành công được, các bạn thiếu tiền và kinh phí để làm những việc các bạn cần làm. Nếu như cái sản phẩm các bạn mà có ích cho xã hội, cộng đồng, tôi thay mặt Phú Đức nói câu là kéo nguồn tiền cho các bạn để các bạn đầu tư, các bạn làm. Nếu như anh em nào ok đăng ký thì tôi sẽ tí biên soạn tất cả các hội nhóm đấy sẽ được hoạt động, mà người quản lý toàn bộ hệ thống nhóm đấy nó chính là Ân và Lương Anh. Trong nhóm đấy nó sẽ có những cái hệ thống này như sau, là quản lý cho toàn bộ hệ thống của phủ, những mắt xích mắt hàng khách hàng, toàn bộ phủ để làm. Thì trong đó là kinh doanh này, buôn bán này, làm ăn này, tìm bạn bốn phương này, giúp đỡ này, người và vật đấy, và động vật kinh doanh, tất cả mọi thứ lầm cầm, là sẽ có những hội nhóm riêng và chuyên về đấy cả. Ví dụ như các bạn lên vào cái nhóm là tham gia nhóm từ thiện, tham gia nhóm lao động, tham gia những bảo vệ những người lao động nước ngoài, tham gia những gọi là bảo vệ nhân quyền, bảo vệ cho mẹ và bé, hay là tham gia những gọi là sản phẩm sáng chế. Các bạn muốn bị có một cái sáng chế nào đó mà muốn bản quyền, tôi có thể đăng ký bản quyền cho các bạn và làm toàn bộ thủ tục các bạn. Và các bạn có thể mượn tham gia nhóm kinh doanh online, mượn những cái phần mềm hay là mượn những Facebook nổi tiếng để mà kéo view, tin view nổi tiếng. Các bạn có thể là kéo những người nổi tiếng rất là nhanh, link của bạn chó đá gán sỏi kéo rất lâu, nhưng các bạn có thể mượn trực tiếp link của tôi, các bạn kéo tất cả những link khác còn lại lên, chỉ cần trong vòng một ngày các bạn nổi tiếng ngay. Những người ai bán hàng online và những nhóm mà gọi là quỹ tín dụng đen, xử lý cho nhóm gọi là chủ lợ và nhóm con lợ, ai lợ lần mất tiền nhiều mà bây giờ đang phải trốn trách, thì các bạn có thể vào nhóm với tôi, có thể tìm cho các bạn một hướng đi tốt. Và nhóm xem bói online và nhóm bảo vệ cho gia đình, thám tử bảo vệ cho gia đình và mật tiết luôn để xử lý cái việc này, thì Ân là sẽ người quản lý nhóm. Thì trong ngày hôm nay, tối nay là tầm 10 giờ chính thức là nhóm sẽ được gọi là công bố. Ân là hội viên kim cương của trưởng hội. Anh em nào mà muốn gia nhập thành viên thì liên hệ cho Ân và Phủ Long Đức qua số điện thoại hotline 0374375999. Tí nữa tôi sẽ đăng toàn bộ các group của hết hệ thống nhóm lên để cho tất cả bạn tham gia. Và nhóm gọi là Tết Đít Vỡ Vỉa Hầu Không Tìm Nương Anh nữa. Ok được mà. Bạn nào mà bị lợi tín dụng đen ngoài edit thì tôi chỉ cho cách lách luật, xử lý không bị nó gọi điện hàng ngày chửi người thân, gào hét chửi người thân được nhá. Hội viên lô đề chắc chắn là có, bởi vì rất nhiều thành viên hội viên lô đề để tham dự. Bây giờ ví dụ như có một cái nhóm nữa tôi sẽ lập lên là công bố công khai này,
là những người thành viên trong nhóm là sẽ sử dụng một cái việc là hàng ngày quý vị thi đấu trực tiếp đó, ok, và dự đoán trực tiếp, và trong đó có tôi tham gia vào dự đoán cùng với các bạn như cho nó vui vẻ thôi. Tôi dự đoán chứ tôi không chơi nhá. Đây là công bố công khai cho tất cả các anh em để anh em trên các sự kiện thì ân tí nữa sẽ đập vào group, tất cả những group nhóm đó thì sẽ được ghi lập ra đấy. Và nếu như anh em nào mà bị mất tiền giám sát, mất tài khoản bảo vệ edit thì các bạn có thể liên hệ cho phủ để tìm cách khách tip nào. Các bạn ở nước ngoài mà muốn chuyển tiền về Việt Nam để những người thân mà có tiền Tết năm nay mà chuyển nước ngoài không chuyển được thì các bạn có thể liên hệ cho phủ, chúng tôi có thể ứng tiền cho các bạn, chuyển tiền cho các bạn, có tất cả những kênh nước ngoài và kênh Việt Nam làm luôn cho các bạn. Hay là các bạn muốn xây nhà làm gì ở gia đình nhà bạn, nhưng các bạn ở xa không làm được thì các bạn có thể gửi qua kênh của phủ Đông Đức để làm trực tiếp cho nhà các bạn, xây từ đường, xây nhà, xây mồ, xây mả, xây nhà hay lo học hành cho các bạn, cho những người ở nước ngoài. Hay là các bạn muốn giám sát những người thân trong gia đình nhà các bạn đang làm cái gì, mà bạn ở nước ngoài mà muốn giám sát những người ở Việt Nam đang làm cái gì, chơi trò gì, nói thật hay nói dối, tốt hay xấu, thì tôi có thể cho các bạn có những nguồn thông tin gọi là lội gián, lội bộ, cái này tôi chơi được. Nhá. Ok, cái này giúp anh em trực tiếp luôn. Bạn nào mà nhóm mà làm ăn càng ngày càng vỡ lợ mà càng xa cơ lỡ bước khó khăn thì các bạn có thể phục hồi được. Tôi có thể mở rộng quan hệ, tầm quan hệ để cho các bạn phục hồi kinh tế của các bạn được. Đây là những cái nhóm rất hữu thực cho cộng đồng người Việt Nam này. Có nhóm gọi là vay tiền lãi suất thấp. Nếu như các bạn ở thế chấp thì tôi có thể chỉ cho các bạn những cái nhóm mà vay tiền với lãi suất là tầm 2.000 một đầu triệu, 1.000 một đầu triệu được. Giá siêu rẻ luôn. Đấy, siêu rẻ luôn. Ok, được. Bây giờ là có một cái việc nữa là trong tất cả các hội viên Kim Cương, tất cả các nhóm giỏi đến đâu thì tôi có một việc như này này. Tối nay tầm 10 giờ tối nay cái live stream của tôi rất là hiệu quả. Nếu như bạn nào mà xem dõi tay live stream thì ok nhá. Chúng ta sẽ vào việc luôn nhá. Có nhóm bán hàng online mà các bạn có thể, trong nhóm bán hàng online có thể sử dụng những Facebook nổi tiếng, tôi kéo những Facebook fanpage nổi tiếng về cho các bạn sử dụng live stream trực tiếp ở trên những fanpage xịn đấy mà các bạn kéo vào. Như link của các bạn mà ví dụ chó ăn đá gà ăn sỏi không ai thèm nhìn, không ai thèm ngó vào đấy, thì tôi có thể cho các bạn sử dụng những Facebook nổi tiếng, người ta kéo cho các bạn lên tích xanh bảo vệ cho các bạn mà làm tất cả mọi việc cho các bạn nhá. Tránh trường hợp lừa đảo, tất cả Facebook anh em nhớ là liên hệ qua số điện thoại 0374375999. 10 giờ tối nay tôi ra quyết định bắt đầu gia nhập các nhóm nhá. Và có một cái mã OJT trực tiếp, các bạn sẽ có một cái nhóm, tất cả gia nhập nhóm đều có một cái mã bảo vệ riêng cho các bạn để bảo vệ quyền lợi của các bạn và bảo vệ thông tin của các bạn tuyệt đối luôn. Đấy là bắt đầu chính thức là hôm nay là tôi sẽ hoạt động, bởi vì hôm qua là tôi đi Hà Nội, đáng nghĩa tôi ở nhà tôi phải làm thì hôm nay tôi phải làm. Ok, được. Chứ gì? Bảo chị vào đây. Chị vào đây. Dạ. Thế là để hôm khác chị nhá. Ok, cảm ơn chị. Không sao. Ok, có mà. Nhưng trước mắt là tôi cần một cái mã OT thì bây giờ là tôi cần mua cái bật lửa, những dòng bật lửa này. Bạn nào mà đổ buôn cái bật lửa này Zippo thì báo tôi nhé, tôi mua từ 500 cái đến 1.000 cái. Bởi vì những thành viên gia nhập nhóm, những anh em ở trên cộng đồng mạng mà tham gia của phủ ấy thì nó rơi vào hơn 1.000 người rồi. Thì mỗi người là chắc chắn là những người mà gia nhập để lấy mã OT thì nó có một cái mã ở trong bật lửa tôi nhé, Celsi riêng. Thì bây giờ vấn đề là cái này là tôi sẽ chỉ dành riêng cho những người đối tượng của phủ thôi. Nếu như anh em nào mà biết đổ buôn, giá buôn tốt, tôi nhập buôn về để tôi để lại cho anh em. Ok, giá gốc luôn, không có lan tăn gì cả. Không có kênh lên 1.000 hay bán hơn 1.000 nào cả. Tùy duyên anh em, không có vấn đề gì cả. Nếu như anh em là cảm thấy mà order nhau thì giải quyết. Và từ giờ đến tầm 10 giờ tối nay, đến 10 giờ sáng, 10 giờ tối ngày mai, để mua luôn cái này, mua từ 500 cái đến 1.000 cái. Bạn nào có nhớ thì order cho mình cái giá thật tốt. Nhưng mà phải loại như thế này cơ, loại này và loại màu trắng.
và loại này này nó là E này, 18 này, USD này, Zippo này, Make in USA này. Nó là 4186. Nó là 4186 USD. Đó. Bởi vì những cái này nó là một cái mật mã riêng của phủ, tôi sẽ dành riêng cho những người thành viên đấy. Khi gia nhập thì tôi sẽ gửi cho một cái mã OTT. Ok nhá. Được, gửi nước ngoài cũng được, nước trong cũng được anh em ạ. Vô tư luôn. Tôi nói luôn là mua bao nhiêu bán bấy nhiêu, không cần thiết. Mua ví dụ như mua 300 bán 300, mua 100 bán 100, mua 90 thì bán 80 luôn cho nhanh, mua 500 thì bán tầm 400. Không có gì phải ngại cả. Bán cho anh em bà con. Còn riêng con gái mua đá, riêng con gái mà mua đắt gấp 5 lần. Đấy, cái mà lười bán con trai. Mà con gái mua, ví dụ con trai mua là tầm 300 nghìn, nhưng con gái mua là phải là 900 đến 1 triệu. Đến 2 triệu chẳng hạn. Phải như thế. Còn con trai thì khuyến khích con gái mua. Vỏ vào dươn không chừng đời. Mình có ai biết được đâu. Nguyên lực à, những người có rồi thì mua tiếp chứ làm sao đó. Đáng nhiều. Nô đề thua cả tỷ bạc vật lửa, mua 100.000, 200.000. Tính gì? Mua xong thì có trình diện thì tính tiền gì? Sao phải ngại? Hả? À. Dương lực nhá, cho vào nhóm gọi là thông đít tập thể. Rồi có nhóm OT thông đít tập thể nhá. Của trưởng hội Ân. Dạ em chào chị. Mình cũng chưa biết được, đang mua, bởi mua khối lượng là rơi vào tầm 500 cái đến 1.000 cái. Bạn nào mà làm cái này thì báo với mình nhá, ok nhá. Có nhóm nào chuyên đi à, hoặc vỡ vẻo không cho bố vào, ok bố Chiến nhá, có. Để con xử lý cái này xong đã rồi con sẽ giải quyết. Được đó lại, bắt lạt chị em nữa, Hương Lê. Được. Đăng ký một cái nhá, ok. Có, nhưng mà bây giờ chưa lấy được thì chưa biết được nhá. Để mình lấy đầy đủ phụ kiện cho anh em. Mua cái loại dây tốt, đai tốt, túi tốt. Và cái hai nữa là rất hay. Anh em mà mua cái này, tôi sẽ dạy anh em việc là buổi sáng dậy, xin ban thần tài hay là ra một gốc cây hay ra đền chùa miếu nào đấy, xin điếu thuốc ra hút phát ra số. Ờ, vụ này hay á. Những người nào mua vật lửa này, tôi sẽ dạy cho một cái thủ thuật. Cái này các bạn tin hay không nhá, thì tôi sẽ xin cho các bạn có trình diện ngày mai. Ngày kia ngày mai mua hàng về tôi hút ra số cho các bạn xem. Hút trực tiếp ra số ở trên TikTok luôn ấy. Tôi sẽ dạy cho anh em hút thuốc lá là ra số luôn. Như tôi thì không hút thuốc lá, tôi sẽ dạy cho anh. Ok nhá, chào bà con em nhá, tắt live stream. Mình tên là Nguyễn Hoài Đức, chủ của Phú Đức. Số điện thoại là 0374375999 nhá. Số tài khoản là 10700226585 Vietinbank chi nhánh Hải Phòng. Một số tài khoản thứ nhất tên là Nguyễn Hoài Đức, không có số tài khoản khác. Và đuôi cuối cùng là 853 nhá. Nhớ nhá. Chốt đơn. Chào anh em.